Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Như các bạn đã biết thì hiện tại các ổ cứng SSD NVMe đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng bởi hiệu năng hiện tại của chúng đang vượt trội hơn so với các loại ổ cứng SATA thông thường. Tuy nhiên, với nhu cầu gaming thì những loại ổ cứng này có thật sự đem lại một cái tốc độ vượt trội hay một cái trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho các game thủ hay không thì vẫn đang là một câu hỏi lớn. Hiện tại trên tay mình đây là chiếc ổ cứng Western Digital SN750 và đây là sản phẩm được hãng khuyến nghị dành cho game thủ. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên ngay trong video này. Western mang đến cho sản phẩm này 4 mức dung lượng bao gồm 250GB, 500GB, 1TB và 2TB. Tốc độ đọc ở các phiên bản này gần như ở mức tương đương khi khoảng hơn 3GB trên giây, nhưng về tốc độ ghi thì lại có sự phân hóa khá rõ rệt khi ở phiên bản 250GB chỉ dừng lại ở con số 1,6GB trên giây. Còn ở các phiên bản còn lại thì tốc độ đọc rơi vào khoảng từ 2,6 đến 3GB trên giây. Mức này theo mình là dư thừa khá nhiều cho các tác vụ sử dụng hàng ngày. Nó đến mức giá của sản phẩm thì thực sự nó không hề rẻ, khoảng 7 triệu đồng cho các phiên bản 1TB, cao hơn khoảng 25% so với các bản SSD 2.5 Blue đang bán hiện hành. Con số đủ để các bạn thấy mức độ cao cấp và định hướng của nó là để dành cho các đối tượng nào. Với mức giá đánh vào phân khúc cao cấp và là một sản phẩm dành riêng cho các game thủ thì Western Digital không ngại gì lại không mang những linh kiện tốt nhất lên sản phẩm này. Tuy nhiên để mà nói thì có hai điểm khác biệt mình cảm thấy ở SN750 so với các sản phẩm khác trên thị trường, đó chính là khả năng hỗ trợ chạy full hiệu năng khi quá nhiệt và chế độ gaming được tích hợp sẵn trong phần mềm đi kèm Western Dashboard. Tính năng đầu tiên mà mình muốn nói đến đó là khả năng hoạt động khi bị quá nhiệt. Cũng giống như các sản phẩm SSD NVMe khác trên thị trường, việc chạy liên tục trong thời gian dài sẽ khiến nhiệt độ tăng đáng kể, đặc biệt là phần chip nhớ. Ở đây các bạn có thể thấy lên đến 82 độ C. Mặc dù mức nhiệt này được coi là quá cao và sẽ gây giảm hiệu năng ở các sản phẩm khác có giá rẻ hơn, bởi hiệu năng khi benchmark vẫn cho kết quả tương đồng so với lúc hoạt động mát mẻ. Nhưng dù sao các bạn cũng nên tìm các phương án làm mát cho sản phẩm này, bởi nhiệt độ luôn luôn là kẻ thù của các linh kiện máy tính. Mặc dù có thể không làm giảm hiệu năng tức thời nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến phần cứng không chỉ ở SSD mà còn ở những khu vực xung quanh main board nữa. Western cho chúng ta một phần mềm đi kèm với SSD đó là Western Digital Dashboard. Tại đây các bạn có thể theo dõi thông tin về ổ cứng, tình trạng ổ, dung lượng còn lại, nhiệt độ, update firmware hay tẩy trắng ổ trong trường hợp muốn bán đi chẳng hạn. Nhưng tính năng được Western giới thiệu rất nhiều đó là Gaming Mode. Chế độ này sẽ tắt hết các chức năng tiết kiệm điện của SSD đi để tối ưu hóa tốc độ đọc ghi. Còn hiệu quả ra sao thì chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm trong một phần sau. Trở lại với câu hỏi ban đầu thì điều mà các game thủ luôn luôn băn khoăn khi sắm sửa các SSD NVMe đó chính là hiệu năng mà các SSD này mang lại có hơn hẳn so với các loại SSD thông thường hay không. Thì hiện tại ở đây mình đang có một chiếc Western Digital nhưng mà thuộc series Blue thôi và nó chỉ sử dụng cổng SATA 3 làm cổng giao tiếp chính. Chúng ta hãy cùng so sánh xem liệu có sự khác biệt gì giữa hai sản phẩm này hay không. Đầu tiên ở bài kiểm tra copy file khoảng 50GB thì kết quả không có gì đáng ngạc nhiên khi Western Digital Black SN750 bỏ xa người anh em dạng phổ thông của mình đến 16 lần, 43 giây so với gần 12 phút. Kết quả cũng không khác biệt gì nhiều khi copy file lẻ tẻ với khoảng 9.500 file trong folder 54GB. Western Black tiếp tục cho Western Blue hít khói với tốc độ trung bình khoảng 600MB một giây so với 110MB một giây của người đồng hương 2.5 inch. Vậy còn trong gaming thì sao? Đến đây thì tốc độ cực nhanh của Western Black cũng không giúp ích gì nhiều. Kể cả bật chế độ game mode thì thời gian vào game cũng chỉ tương đương ổ SSD Blue mà thôi, tức khoảng 2-3 giây tính từ lúc ấn vào icon game cho đến khi load xong game. Tương tự, thời gian boot win của Western Digital nhanh hơn Western Blue khoảng 5 giây. Tuy có nhanh hơn thật nhưng nếu cho trải nghiệm khác biệt thì chưa hẳn đã là đúng. Nhìn chung thì hiệu năng của SN750 là rất tốt, tuy nhiên để mà nói đây là một sản phẩm dành riêng cho các game thủ thì mình nghĩ chưa hoàn toàn chính xác. Bởi những trải nghiệm thực tế như boot win hay load game vẫn chưa có nhiều khác biệt so với cổ cứng SSD SATA thông thường. Thay vào đó mình nghĩ rằng sản phẩm này sẽ phù hợp hơn với các bạn là creator, những người luôn luôn phải làm việc với những phần mềm đồ họa cực kỳ nặng và những file project lớn, vì tốc độ đọc ghi của sản phẩm này là vô cùng tốt. Thêm vào đó là khả năng hoạt động trong những môi trường không được thuận lợi. Vậy các bạn nghĩ gì về sản phẩm này? Hãy để lại cho mình bình luận ở phần comment bên dưới và xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.